Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Hôm nay thì Oppo vừa cho ra mắt một chiếc smartphone giá rẻ thuộc dòng A series có tên là Oppo A16. Và đây là chiếc smartphone kế nhiệm của chiếc Oppo A15 ra mắt vào cuối năm ngoái. Và phần nâng cấp chính của nó sẽ là về dung lượng pin. Sau đây thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tóm nhanh thông tin chính thức về chiếc Oppo A16 này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần thiết kế của chiếc Oppo A16. Vì đây là một dòng máy thuộc phân khúc giá rẻ của Oppo, vậy nên là về thiết kế cũng như là hiệu năng của Oppo A16 không được nhà xuất này đầu tư quá nhiều. Sản phẩm vẫn sở hữu một ngôn ngữ thiết kế rất là quen thuộc, xuất hiện ở trên nhiều dòng Galaxy A trước đây của Oppo. Phần khung viền cũng như là mặt lưng sau của sản phẩm này sẽ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa, và phần mặt lưng của nó sẽ làm theo dạng nhám giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay. Kèm theo đó sẽ được uốn cong 3D về hai phía, tạo cho cảm giác cầm nắm trên tay rất là thoải mái. Máy sẽ có hai tùy chọn màu sắc để người dùng lựa chọn, bao gồm màu xanh và màu bạc. Và phần mặt lưng cũng sẽ nổi bật với cụm camera chính với 3 ống kính. Camera góc rộng thì sẽ có độ phân giải là 13 megapixel, ống kính chụp ảnh macro và ống kính chụp ảnh chân dung xóa phông. Giống hệt so với phiên bản tiền nhiệm Oppo A15, đáng tiếc là sẽ không có camera góc siêu rộng ở trên sản phẩm này. Chuyển sang phía mặt trước thì Oppo A16 sẽ được trang bị một cái màn hình với kích thước đường chéo là 6,52 inch. Màn hình này của máy thì sẽ sử dụng tấm nền IPS LCD với thiết kế dạng giọt nước. Và cái phần giọt nước thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải đó chính là 8 megapixel. Màn hình này của máy thì sẽ chỉ có độ phân giải dừng ở mức là HD+ mà thôi và sẽ không có tần số quét cao. Tiếp theo là phần hiệu năng của chiếc Oppo A16. Thì về phần hiệu năng, chiếc máy này sẽ được trang bị con chip Helio G85 của MediaTek, mạnh hơn khoảng 10% so với con chip Helio P35 ở trên phiên bản Oppo A15 tiền nhiệm. Về RAM thì nó sẽ chỉ có duy nhất phiên bản bộ nhớ RAM là 4GB, bộ trong là 64GB, có hỗ trợ kể cả nhớ ngoài. Nâng cấp chủ yếu của chiếc Oppo A16 so với chiếc Oppo A15 đó chính là về dung lượng pin, khi mà Oppo đã nâng cấp viên pin dung lượng 4230mAh của A15 lên thành 5000mAh trên A16. Tuy nhiên thì nó sẽ không hỗ trợ sạc nhanh với công suất của sạc chỉ là 10W đi kèm mà thôi. Còn về phần mềm thì Oppo A16 sẽ được chạy sẵn ở trên nền tảng Android 11 với giao diện ColorOS 11. Cuối cùng là giá bán và thời điểm liên kệ thì Oppo A16 sẽ liên kệ tại Việt Nam trong thời gian tới với mức giá niêm yết là 3.990.000 đồng. Ok, vừa rồi thì mình và bạn đã cùng nhau tóm nhanh thông tin chính thức về chiếc Oppo A16, và đây là cái phiên bản kế nhiệm của chiếc Oppo A15 ra mắt vào cuối năm ngoái. Và cái điểm nâng cấp đáng chú ý của nó sẽ là về dung lượng pin lên 5000mAh, và con chip cũng được nâng cấp từ Helio P35 lên Helio G85 của MediaTek. Với mức giá khoảng 4 triệu đồng khi bán chính hãng tại Việt Nam thì đây là một chiếc smartphone thuộc phân khúc giá rẻ. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Oppo A16 này, và với tầm giá khoảng 4 triệu đồng thì các bạn chọn mua nó hay không? Xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.